Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi ha. Hôm nay ngày mùng 2 Tết nha. Hôm nay mình lên video chúc mừng năm mới. Thì lời đầu tiên mình xin gửi đến toàn thể anh em cũng như gia đình ha. Một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thật nhiều thành công mới nha. Hôm nay Tết thì nói chung mình có một cặp máy ha. Có một cặp máy, cặp Daiwa nha, máy Daiwa. Thì Tết cổ truyền Việt Nam mà, nên là mình lên một cặp máy Daiwa của Việt Nam nha, hàng Việt Nam. Hàng này xuất qua Nhật ha, máy mới tinh, chưa qua sử dụng, chưa xuống nước. Còn BE cũng mới luôn ha, size 3000. Dòng này là dòng B, dòng Daiwa nhưng mà dòng BG nha. Nên cái BG thì nó tải và nó mạnh mẽ hơn ha. Đó, hàng Việt Nam nha. Việt Nam xuất Nhật. Này, máy đây ha, máy chưa xuống nước, BE cũng chưa xuống nước, mới tinh ha. Để chúc mừng năm mới nha. Hôm nay anh em nào chốt ha, một con máy như thế này, mình gửi đến anh em giá là 800 ngàn ha, giá 800 bao ship. Đó, một con nha, 800 bao ship. Giá thật rẻ ha, để chúc mừng năm mới cho vui nha. Thì mình lên cặp máy thôi. Đó. Mình xin cảm ơn anh em, cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ shop mình, rồi ủng hộ kênh của mình ha. Rồi mình xin dừng video đây nha. Mình chào mọi người ha.